quay trực tiếp ở kho thì cái bàn tròn nó sẽ như này anh nhé. Đây, cái bàn tròn nó sẽ như này. Cái này là 1m15 anh nhé. Đường kính là 1m15. Đấy. Chắc chắn đố ở trong rất chi là dày dặn. Đấy. Đây là bàn gọi là bàn chân liền nhé, chân gấp bàn gấp chân liền nhé. Đấy. Đây là bàn tròn nhé. Đường kính 1m15. 1m15 nhé. Đấy, để em đo lại cho các anh này. Đấy, 1m15 là đường kính này anh nhé. Đấy, đây là đường một kính 1m15 anh nhé. Và còn chiều cao của cái bàn này thì nó cũng thông dụng, tức là ngồi với ghế đôn anh nhé, là nó là đi 70 gần 72 cm. Đấy, ok anh nhé. Đấy, đố rất chi là dày dặn chắc chắn. Ok anh chị nhá.